Tin huynh đoàn Đa Minh giáo phận Phú Cường, huynh đoàn Đa Minh Phú Cường mừng bổn mạng hành hương năm thánh tại nhà thờ Búng. Lúc 7 giờ 30 sáng ngày 8 tháng 8 năm 2018, sân nhà thờ Búng đã rập màu áo trắng khoảng trên dưới 600 anh chị em huynh đoàn giáo dân Đa Minh thuộc giáo phận Phú Cường hành hương và tham dự thánh lễ mừng kính Thánh Đa Minh tại giáo xứ Búng. Đến 8 giờ, bài hát lên đền thánh đã khai mạc và thánh hóa buổi kinh nguyện trước lễ. Các anh chị em cùng nguyện kinh phụng vụ các thánh tử đạo Việt Nam, kinh các thánh tử đạo Việt Nam và hôn kính xương thánh. Sau đó, mọi người nghe đọc về việc lãnh nhận ơn xá, tiểu sử họ đạo bốn và thánh phê rô đoàn công quý. Lúc 10 giờ 30 Thánh lễ mừng bổn mạng huynh đoàn Đa Minh do cha Francisco Xavier Nguyễn Minh Nhật cử hành trong bầu khí đặc biệt nơi ngôi thánh đường cổ kính. Thánh Đa Minh suốt cuộc đời đem Chúa đến cho tha nhân, đưa dẫn những người làm lạc về với Chúa. Chúng ta tự hào là con cái của thánh tổ phụ và thiết thực bằng lời nói, việc làm, sống tin mừng, hăng say phúc âm hóa thế giới, đưa dẫn các linh hồn về với Chúa. Sau phần hiệp lễ, Ông trưởng ban phục vụ đại diện huynh đoàn cảm ơn cha Francisco, quý cha đặc trách, quý cha linh hướng liên huynh và huynh đoàn đa minh Việt Nam, các anh chị ở huynh đoàn giáo phận Xuân Lộc cùng quý anh chị em tại giáo phận nhà đã hiệp ý cầu nguyện. Cha Francisco chúc cho những ai tuyên xưng danh Thánh Chúa và lời chân lý được dồi dào trong ân sủng để không ai phải nản chí sờn lòng khi gặp gian nan trong việc loan báo tin mừng thánh lễ kết thúc quý anh chị em dùng cơm trưa tại hội trường nhà thờ búng sau đó mọi người ra về nhưng âm hưởng của thánh lễ còn đọng lại nơi trái tim mỗi người